Rồi. Một đứa quá. Đánh thôi, một đứa đánh rồi, thôi. Đánh đi coi cho được coi. Đánh nhiều đứa quá không được. Một đứa đánh rồi. Thôi, coi cho được rồi hồi nữa mới cho ăn nha. Đánh, đánh nào coi không được á là cho một cái, còn coi được là cho hai cái. Cho ba cái được. Con ngồi chơi cho con ba cái luôn. Vô đi. Được 5 cái không? Được 5 cái luôn con. Ăn nhiều cũng được. Ăn hết luôn, hết. Nếu mình có cái gói, cái cối thì mình đàm, mình bầm nhanh hơn không? Mới quay qua quay lại mà chị Tám chị Chiên cũng gần xong rồi đó mọi người ạ. À, nhìn ngon không? Chào cả nhà. Thì lúc sáng Subika đi dở dớn với chị ở gần nhà. Được một ít tép. Mà thèm tép quá, bây giờ lười với lại cũng không có rành về tính chiên tép chiên bột mà đi lại rủ. Ở đây là nhà của anh Tám ở gần nhà này. Anh Tám, chị Tám rất là dễ thương. Hôm nay gì? Vô rủ chị Tám A làm bánh tép. Bánh tép ăn. Ủa chị Tám? Anh Tám đâu? Anh Tám rồi. Vậy đẳng ăn cơm hả? Ủa nuôi vịt nhiều không chị? Chị biết làm bánh tép không? Biết. Biết hả? Đây nè. Em hụng miếng này làm bánh tép nè. Chị có bột kìa. Có bột hả? Vậy chiên bánh tép đi rồi rồi em rủ mấy đứa con của sáng em dở dơ dớn như tụi nó đó. Giờ cái đó của nó cho đó. Rồi giờ làm đi rồi hai mấy chị em mình ăn với rủ nhà nó lại ăn. Có dầu, có đầy đủ ha. Đầy đủ. Rồi, rồi. Là mình chiên. Rồi. Anh Tám rau ngon quá vậy. Xài khoáng là cái gì? Hả? Làm sao anh? Khoáng này là ăn không có bệnh. Thấy tốt quá, bếp không? Quá tốt. Anh với lại mà dạ anh là nhờ cái này mà hết đau bao tử nhậu được nè. Nhậu được luôn hả? Nhậu được luôn, mấy năm trước đau bao tử đau bụng không có nhậu được đâu. Mà nhà chồng cái này vậy là anh chị bằng cách nào? Sáng ngày là cứ năm lá nhai vô chưa xúc miệng nha, cái bắt đầu là anh với chị nhai vô bỏ những miếng muối nhai sáng sớm nhai rồi mới đi xúc miệng. Chưa xúc miệng là nhai năm lá mơ. Năm lá mơ, sáng nào cũng làm vậy chân mà làm mấy tháng nay là bao tử ngon lành luôn. Rồi giờ nhậu rồi cũng đỡ lắm. Rồi để em coi cái vườn hoa này có cái gì để mình ăn với bánh tép chị làm chổng kìa. Nè hả? Giờ mình nhổ cái rau này nè. Ừ, rau này được đó. Này nhổ được. Ok đó. Nhổ ăn được rồi. Quá. Cái này rau giáp cá. Giáp cá. Dạ. Không có hẹ. Hẹ thôi còn nhỏ quá để đi. Được rồi. Chắc nhiều đủ rồi đó anh Tám à, đủ rồi, đủ rồi anh Tám. Đủ rồi, để đem vô cửa. Mình nhìn thấy đừng có lỏng quá. Nó qua cho nó vô. Lỏng quá ngồi chiên bánh không ngon. Mà đặc quá thì cái bánh nó cứng vậy đó. À. Mình đổ. Này với quê cũng đơn giản ha, giờ có bột sẵn hết trơn rồi. Có người thì chiên bột chiên bánh xèo, còn này mình chiên bột chiên giòn nó ngon hơn. Trời, tép này mà ở Sài Gòn nhiêu đó là mắc tiền á, mua hơn 100 ngàn đó. Tép này là tép chấu, tép đồng đó. Hồi sáng em đi dở dớn với mấy mẹ con đó kìa. Bây giờ mày một cái đũa tao cá. Trời ơi, bắt đầu. Chưa ăn đó mấy bà, mấy ông là tụ tập quá trời luôn rồi. Tí xíu nữa. Rồi. Một đứa quá. Đánh thôi, một đứa đánh rồi, thôi. Đánh đi coi cho được coi. Đánh nhiều đứa quá không được. Một đứa đánh rồi. Thôi, coi cho được rồi hồi nữa mới cho ăn nha. Đánh, đánh nào coi không được á là cho một cái, còn coi được là cho hai cái. Hai cái cho ba cái được. Con ngồi chơi cho con ba cái luôn. Vô đi. Được 5 cái không? Được 5 cái luôn con. Ăn nhiêu cũng được. Ăn hết luôn, hết. Nếu mình có cái gói, cái cối thì mình đàm, mình bầm nhanh hơn không? Mới quay qua quay lại mà chị Tám chị Chiên cũng gần xong rồi đó mọi người ạ. À, nhìn ngon không? Nói chung là ở quê rất là, người ở quê dễ thương lắm. À, kiểu giống như là mình đến nhà này nhà kia mình ăn, gọi là ăn trực á, mọi người vui lắm. Tới cái khúc này là mình dọn ra nè. Đó, thành quả của hai chị em nãy giờ á.
Khúc này thì chị Tám chỉ đi ra ngoài kêu tụi nhỏ vào ăn nè. Mấy đứa nhỏ nó chơi ở ngoài sân á. Nhất là hai đứa bé hồi sáng đi đỡ dến với mình á. Đây, đây là Hào Hiệp. Hai đứa nhỏ tên là Hào Hiệp nha. Còn bé lớn hơn tí thì ở nhà kế bên. Anh chị Tám ở đây cũng rất là tốt bụng á. Nhà của Hào Hiệp rất là nghèo, không có đất để ở, nên là anh Tám chị Tám cho ba mẹ nó cái nền nhà để ở, rất là dễ thương luôn. Ăn đi cả nhà ơi. Cả nhà mời cả nhà. Ủa hai cu tên gì em quên tên ta. Rồi bây giờ này sản phẩm này là sản phẩm chính là tép này của Hào Hiệp hồi sáng đó. Rồi mời cả nhà luôn hả? Ăn thử coi, nói cảm nghĩ coi, Hào Hiệp. Hả? Ngon ngon. Rất giòn hả? Rất giòn. Rất giòn mà rất ngon. Nè, ăn ra vô. Ăn ra vô, ra vô. Rau sạch luôn. Ngon không? Ngon hả? Quá ngon hả? Mà bằng tay sao tới 6 ngón vậy trời. Ăn đi con, ăn đi con, ăn đi, ăn tự nhiên đi. Khánh Linh lại ăn nè con. Khánh Linh, Khánh Linh lại nè. Lại ngồi Khánh Linh. Viên ngồi đi. Dạ dạ dạ. Ngồi gói ăn. Mà tư gói cho anh Viên một gói cho anh. Thôi thôi con tự xử. Cứ ăn tam đi, cứ ăn đi. Đó tép của hai thằng cu hồi sáng nè, ăn đi, ăn nhiệt tình đi nha. Thở mắc cỡ. Rồi thấy người chiên dữ dằn không? Ngon không? Nước mắm ngon không? Này ba đứa con nói Duyên nên ba bốn bữa cái làm cái gì thấy ngon quá ha. Ba bữa tổ chức cho ăn gì ngon nha. Cái này tổ chức ăn Tết. Người ta ăn Tết là ăn toàn là món cao lương mỹ vị không. Còn ở đây miền quê mình ăn Tết bánh tép đi. Ngon ngon. Ba tư ăn cái lá. Bánh tép mà cũng nghe. Bánh tép mà cũng nghe là bánh tép. Ngồi nó nằm. Trời trời nghe bánh tép không á. Ngon. Bánh này ăn gao nhưng mà ngon không? Ngon. Nó làm như thế là rau thơm của người Bắc. Cái bịch con mua mới mua đậm hả? Ăn sao đâu, ăn lần diễn tả lại coi. Má nói đi. Này diễn lại, diễn lại, để diễn lại. Ăn ha. Nãy không gối đó. Còn ngon nữa, còn ngon cốt dưới đây. Còn ngon nó quên điếm. Hai này nó mệt vậy, chín luôn em. Không có à. Nào Phước ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái gì đặt bên đấy rồi còn 8 mà. Dân ở đồng rồi cho học kiểu kỳ quá. Học kiểu kỳ quá. Học kiểu kiểu dữ luôn. Nha, nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con bước lắp máy. Con học lắp máy rồi bước. Bớt mà. Lớp bớt mà bàn tay coi. Hai bàn tay có 9 ngón với 8 ngón à. Không được 10. Thánh dính rồi. Rồi rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Ủa sao kỳ vậy? Đâu điểm lại coi ông nội. Ông điểm gì kỳ vậy? Điểm lại. Điểm lại nè, điểm nè, nè điểm điểm lại nè. Mọi người coi cô điểm nè. 3 4 5. Chắc lỏng gần lại, chắc lỏng gần nữa nha. 1 2 3. Nó giỡn chơi hoài. Nó giả bộ đó. 5 6 7 8 9 10 11 12. Cái này xạo quá. Xàm quá. Xàm. Đây là tên gì đây? Dạ Phước. Phước hả? Phước gì? Phước Mạc. Hả? Phước là Phước Mạc. Ê cái tên này là Tết người ta hay có kiểu nhờ nhờ đi gì đi. Phước là Phước. Không, cái tên này là dễ được xong nhà lắm nè. Phước là ok, ngon rồi. Còn một bên Phước. Còn hai. Còn ông kế bên là tên gì? Hiệp. Hiệp hả? Hiệp rồi bên kia Hào hả? Trời ơi mẹ đặt vui quá ha, Hào Hiệp luôn á. Nguyên nhà Hào ở trong không á? Hả? Họ ở trên hả? À đúng rồi. Hồ. Mẹ, mẹ. Hồ
Ba con tên Hồ. Mẹ tên Như hả? Thì gì bỏ mẹ nó ra bên đi. Hồ rồi này Hào Hiệp. Hồ Hào Hiệp. Hiệp Hào Hồ. Ừ. Hồ Hai Kiếm. Ừ. Trời ơi. Sáng kiến lắm à. Sáng kiến dữ. Như có em bé nữa rồi Hiệp nó có em bé nữa rồi đặt tên gì. Có rồi. Ủa bà, mẹ đang có em bé nữa hả? À con có em hả? Gái trai? Trai. Trai luôn. Con có ngon. Cháu. Ngon hả? Có cháu. Cháu luôn. Ai? Mấy người ở đồng người nói chuyện sao đâm băng. Gia bảo. Em đâu vậy? Không biết học trường nào mà nói chuyện đâm băng quá trời. Con kia kìa, nó kêu tao với bằng cậu. Nó kêu tới bằng cậu vậy? Bởi vì cháu đâu kêu bằng cậu. Trường gì? Trường gì? Trường Đại học Hưng Phú C. Hưng Phú C hả? Dạ liếm bảy cho con nha. 1, 2, 3, 4. Mấy ông này cũng biết ăn rau quá ha. Trường Phú C thì nhìn rồi. Phú C thì ăn mà từ đó để không? Cầm ra mình mới nhổ vô mình ăn nó ngọt lắm. Còn mình mua ăn mình để mà từ ngày trước còn ngày sau là ăn rồi cái này. Ăn nó ngọt á. Ăn liền á. Có nãy con có ngửi rồi. Không mà cặp vô ăn nó nồng nồng ngon quá. Con thiếu lại 13 ngón cho con nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi đừng xạo quá, điếm 13 ngón là hồi không giận không cho ăn nữa. Nè, mà tư. Nó không có chuẩn bị giống như xả vậy. Nó tốt cho sức khỏe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi đâu về vậy? Chó bệnh hả? À nè, hồi sáng bà cho mấy con tép đó đưa cho anh Tám ăn chiên nè. Dám chiên rồi hai nhỏ đang ăn chả đó. Lên đây ăn miếng nha. Ăn đâu? Vô ăn miếng mẹ ơi. Ăn miếng này vậy không? Dạ. Vô ăn đây. Gói này cho nó vui. Nãy giờ quá trời. Quá trời vui luôn. Vui luôn, có mấy con mày vui. Rồi đó còn hơn nửa cái. Nó lái được không mày quá. Đi ngồi. Để ra đi mua thuốc mà lớn rồi mua thuốc. Đi là biết rồi lên đây ăn miếng nè. Ăn chó bệnh hả? Không được đâu. Sao vậy? Bệnh. Cái đầu quá trời. Chứ... Ủa bữa tao đưa bệnh rồi sao ngày mai đâu? Mai đi đi đi. Mà hết rồi. Để tao cho ăn gì nữa. Thì qua chị năm mai rồi lo nó chuyện quá trời lâu trời. Rồi bị bệnh rồi sao mai đi bán bông? Mai mấy giờ đi? À mua thuốc uống nè. Để chắc đi xe chiều. Nãy giờ qua hết 2 nắm dao rồi đó. Đưa ra ba đứa đó lên. Giờ ba ăn bảy ăn xong rồi nãy giờ thấy cảm nghĩ thì sao? Mấy điểm? Hả? Không điểm. Nghỉ chơi. Hồi nãy chưa quay nó nói 10 điểm, em quay gây lại coi mấy điểm. Bây giờ ăn xong rồi nó mấy điểm? 10 điểm hả? Anh kêu kia ăn xong mấy điểm? 10 điểm. Rồi. 10 điểm lần sau ăn tiếp mai. Ôi đó. Nếu 10 điểm thì mai ăn nữa. Ê mai em cá lóc phải nướng nha. Dạ. Còn cá lóc nữa. Thôi chị thích chết rồi. 10 điểm.